Cán Truyền Hình Việt xin chào tất cả các bác. Xin chúc các bác một năm mới 2021 an khang thịnh vượng. Và như chúng ta biết, Tết năm nay thì hoàn toàn nắng ấm chan hòa, và đặc biệt ở miền Bắc của chúng ta khác hẳn với năm 2020 là có mưa đá rất là lớn. Hy vọng năm nay sẽ là một điểm tốt lành cho cả năm. Chúng ta sẽ nhanh chóng đẩy lùi mCoV và tất cả mọi người chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung cho công việc, cũng như là dành một chút thời gian cho các chú chơi đam mê của chúng ta. Cám Chim Đất Việt sẽ luôn luôn đồng hành cùng với tất cả các anh em nghệ nhân trên toàn quốc, và bắt đầu làm cám và ship tới anh em mọi miền từ ngày mùng 4 âm lịch, tức là khoảng ngày 15 tháng 2 2021. Thì tất cả các anh em vẫn liên hệ với nhà mình theo hai số điện thoại cố định, đó là 0908 070 555 và 0944 114410. Và xin lưu ý các bạn sẽ luôn luôn theo dõi cái website của Cám Chim Đất Việt, đó là www.chimcảnhdatviet.com. Trên đó thì mình sẽ chia sẻ rất nhiều cái bài về kinh nghiệm chăm sóc chim cảnh, ví dụ như là họa mi, chích chòe, chào mào và cu gáy. Ngoài ra các bạn có thể tương tác với mình theo cái Facebook Cám Chim Đất Việt, hoặc đăng ký miễn phí kênh YouTube Cám Chim Đất Việt sau khi các bạn xem trong video clip này. Và mình xin nhắc lại một lần nữa, Cám Chim Đất Việt chuyên các loại cám họa mi, chòe, chào mào và cu gáy qua hai số điện thoại 0908 070 555 và 0944 114410. Thành công của Cám Chim Đất Việt là phụ thuộc rất nhiều vào cái sự ủng hộ của tất cả anh em nghệ nhân toàn quốc ở thời điểm hiện tại cũng như rất nhiều năm qua. Một lần nữa chúc tất cả các anh em một năm mới Tân Sửu 2021 đại thắng và đại thắng. Xin cảm ơn tất cả các anh em.